Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin 141 trên sóng truyền hình Hà Nội. Những tin tức đáng chú ý về tình hình an ninh trật tự sẽ được chúng tôi gửi đến ngay sau đây trong phần nhật ký 141. Mời quý vị cùng theo dõi. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung vừa có chỉ đạo yêu cầu làm rõ thông tin vụ việc bố đẻ bị tố bạo hành hai con ruột của mình tại quận Long Biên. Trước đó, công an quận này xác nhận đơn tố cáo của bà Nguyễn Thị Phúc trú tại quận Đống Đa là bà ngoại của hai cháu bé. Trong đơn, bà Phúc cho biết hai cháu ngoại đã nhiều lần bị chính bố đẻ bạo hành, thậm chí sử dụng cả gậy inox và thắt lưng để đánh đập. Về thông tin này, Chủ tịch Nguyễn Đức Chung giao Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Long Biên kiểm tra xử lý nghiêm các hành vi bạo hành trẻ em nếu có. Thưa quý vị, cơ quan an ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội vừa khởi tố vụ án, khởi tố tạm giam đối với 5 bị can trong đường dây mạo danh cán bộ lãnh đạo Bộ Quốc phòng để lừa đảo, chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng của khoảng 1.000 bị hại trên cả nước. Đây là một vụ án đặc biệt nghiêm trọng, gây ảnh hưởng lớn đến uy tín của Quân đội nhân dân Việt Nam. Kết quả điều tra ban đầu xác định Hoa Hữu Long sinh năm 1964, trú tại phường Cổ Nhuế, Bắc Từ Liêm, Hà Nội là đối tượng cầm đầu. Long tự xưng là thiếu tướng tư lệnh tập đoàn Đông Dương. Đối tượng Long cùng đồng phạm sử dụng các quyết định giả mạo Bộ Quốc phòng về việc thành lập Tập đoàn Kinh tế Đông Dương trực thuộc Bộ Quốc phòng để lấy lòng tin, sau đó thu tiền, nhận hồ sơ khoảng 1.000 trường hợp có nhu cầu vào làm việc tại tập đoàn ma này. Số tiền chiếm đoạt của bị hại lên đến hàng trăm tỷ đồng. Liên quan đến vụ án, đại diện Bộ Quốc phòng khẳng định không có trong đường dây hoạt động trong quân ngũ. Tất cả các quyết định đều là giả mạo. Hiện Công an Hà Nội ra thông báo người dân cần nâng cao cảnh giác và những cá nhân tập thể là bị hại đã nộp tiền vào tập đoàn Đông Dương thì trình báo với cơ quan an ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội, số điện thoại 069 219 4064 gặp điều tra viên Lý Phú Thiện để được giải quyết. Thưa quý vị, chiều qua cộng đồng mạng đã truyền đi một đoạn clip ghi lại cảnh người phụ nữ trung niên liên tiếp móc túi khách mua hoa quả ở khu vực gần ngã tư Sở Đống Đa Hà Nội. Sau khi đăng tải, clip đã nhận được rất nhiều ý kiến gay gắt của cộng đồng mạng. Clip được ghi lại vào chiều ngày hôm qua tại khu vực gần ngã tư Sở của Đống Đa Hà Nội. Lợi dụng khách mua hoa quả ven đường, sơ hở mất cảnh giác, người phụ nữ này đã móc trộm ví của khách hàng trong ba lô đeo phía sau lưng mà nạn nhân không hề hay biết. Ngay sau khi nắm được thông tin, công an phường Thịnh Quang đã đến hiện trường bắt giữ, đưa người phụ nữ về trụ sở làm rõ vụ việc. Thưa quý vị, hàng loạt bài viết điều tra từng gây xôn xao dư luận, từng đi đến tận cùng của những tham vọng phiêu lưu. Khi đi bộ nhiều ngày, kỳ công và mạo hiểm để vào hang ổ của các chùm ma túy ở miền Tây xứ Nghệ, nhà báo Đỗ Doãn Hoàng, phóng viên chuyên viết mảng điều tra, mặc dù phải đối mặt với rất nhiều gian nan, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng, nhưng vẫn từng ngày dấn thân để có những tác phẩm hay và có ích cho xã hội. Họ có thể được coi là những chiến sĩ dũng cảm, góp phần xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn. Nghề điều tra và cái phóng sự điều tra nó đem đến cho người ta một cái nhận thức mới hơn, cách nhìn mới hơn về các sự vật hiện tượng. Chúng tôi độc lập điều tra, sau đó chuyển đến cơ quan công an, chuyển đến các cơ quan thanh tra và người ta xử lý vấn đề vì một xã hội tốt hơn. Chúng tôi tố cáo tiêu cực, chúng tôi tố cáo những cái tệ nạn xã hội, chúng tôi thậm chí tố cáo cái sự tham ô, tham nhũng. Là nhà báo được biết đến với lĩnh vực điều tra, từng nhận rất nhiều giải thưởng quốc tế và Việt Nam, Đỗ Doãn Hoàng đã phanh phui không biết bao nhiêu sự việc tiêu cực, đã đưa rất nhiều đối tượng ra vành móng ngựa, nhiều đường dây mà công an bắt giữ bằng chính hồ sơ của anh, kể cả tội phạm quốc tế. Như năm vừa rồi chúng tôi làm những vụ rất là lớn, phối hợp với các cái tổ chức bảo vệ môi trường, chúng tôi điều tra về cái tình trạng tàn sát rùa biển chẳng hạn. Báo chí cũng như là lực lượng công an và các cái nhà bảo tồn phải nói rằng đấy là vụ tàn sát rùa biển lớn nhất trong lịch sử Việt Nam đã từng được khám phá. Là đối tượng đã cung cấp tiền, ứng thiết bị và tất cả các sự bảo kê khác, các vỏ bọc khác để cả một hệ thống dọc bờ biển Việt Nam, ngư dân và những người không phải ngư dân, tức là chuyên đi săn rùa biển về bán cho hắn. Chúng tôi cực kỳ khó khăn để thuyết phục được các cái đối tượng ở trong chính cái ngôi nhà mà chế tác rùa biển đấy, mà giết rùa biển đấy, họ dùng điện thoại của họ chụp lén các hình ảnh bắn cho chúng tôi. Đến lúc họ chụp lén được hình ảnh ấy rồi, chúng tôi xem và công an nhé, chúng tôi và công an xem cũng bảo thế liệu hình ảnh này có phải trong cái xưởng đấy không, con rùa nào nó chẳng giống con rùa nào. Vậy là chúng tôi cũng chưa đủ bằng chứng để xâm nhập ngôi nhà đấy một cách hợp pháp, tức là dùng vị thế của báo chí hay là quyền lực của công an để vào cái ngôi nhà đấy, bởi vì không biết rằng cái bức ảnh đấy có phải chính bức ảnh trong ngôi nhà đó không. Vậy là rất nhiều khó khăn, chúng tôi nằm ngoài bụi lau, chúng tôi chiến đấu với mấy cái con chó giữ nhà để làm sao xâm nhập được. Chúng tôi đóng giả A, đóng giả B, đóng giả đủ thứ, cả một tuần rồi chúng tôi ở trong đấy tìm manh mối rất là khó. 10 năm qua nếu như quyền lực cho báo chí
nếu như sự tâm huyết của cán bộ công an hay là thanh tra môi trường mà tốt hơn thì chúng ta có thể bắt đối tượng này và phá cái kho này cách đây 8 năm hay là cách đây 9 năm hoặc cách đây 10 năm khi nó vừa manh nha, thì hàng vạn cá thể rùa rùa biển quý hiếm khác không bị giết. Cái số xác rùa với nước từ hóa chất chế biến rùa ướp tẩm rồi thì nhồi tiêu bản bán rùa ấy, nó đã gần như là tàn phá sức khỏe của những người xung quanh, giết chết sông suối ở xung quanh đến mức đấy, mà người dân tố cáo bức xúc đến mức đấy là đỉnh điểm rồi. Những sự vụ việc đâu có đưa ra ánh sáng, đánh rắn không đánh hết đầu, nó lại tiếp tục ngóc dậy, nó lại như thế. Thì những cái vụ mà người ta gọi đơn giản là căn bệnh trầm kha như thế, nếu mà không có một cái liều thuốc thật sự thì làm sao mà trị được. Đôi khi tôi hy vọng một cách ngông cuồng đấy là mình cũng sẽ là một cái liều thuốc cho một vài cái bài toán khó, một vài căn bệnh khó trong xã hội chăng. Thiên nhiên hoang dã Việt Nam cần những tấm lòng thật sự. Thước đo phẩm cách của nhà báo là bạn đã làm được gì cho cộng đồng. Nhưng những cái vụ bức xúc thật sự đấy, nếu như không có nhà báo tâm huyết làm, tôi không nói tôi là người tâm huyết nhất, thì sẽ không bao giờ được giải quyết. Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ cái dành phần ai. Đến đây bản tin 141 ngày hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.